Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đối diện nguy cơ bị châu Âu phạt thẻ đỏ, Thủ tướng Việt Nam vội vàng gia hạn gỡ thẻ vàng. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính vào hôm 7 tháng 9 đã ra thời hạn cho các địa phương có tàu đánh bắt cá bất hợp pháp đang bị Liên minh châu Âu phạt thẻ vàng phải chấm dứt tình trạng vi phạm vào cuối năm nay trước nguy cơ có thể bị châu Âu tiếp tục phạt thẻ đỏ nếu không cải thiện. Việt Nam hiện nay đang đối diện với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu đô la mỗi năm trong việc xuất khẩu thủy sản sang thị trường ở châu Âu nếu bị phạt thẻ đỏ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp về COVID-19 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố tỉnh An Giang. Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng vào tháng 10 năm 2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được châu Âu thông qua vào năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề này được giải quyết triệt để. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Kể từ sau khi bị phạt thẻ vàng, Ủy ban châu Âu đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam hai lần, đó là vào các năm 2017-2019. Nhưng đến nay, sau gần 4 năm thực hiện các khuyến nghị của châu Âu, Việt Nam không những chưa gỡ được thẻ vàng mà còn có nguy cơ bị nâng lên, bị phạt thẻ đỏ vì tàu cá Việt Nam tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài, theo tờ báo Vietnamnet của nhà nước Việt Nam đăng tin. Vì vậy, trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hôm 7 tháng 9, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phải yêu cầu chậm nhất trong năm nay, các tỉnh phải chấm dứt tình trạng vi phạm của các tàu cá bằng các biện pháp như lắp đặt thiết bị định vị, đánh dấu tàu cá, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, tuyên truyền vận động người dân, hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để xử lý vi phạm lúc cần thiết. Theo báo cáo có tên đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của các quy định này bao gồm như trường hợp của Việt Nam, của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã công bố vào ngày 10 tháng 8. Ước tính Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 387 triệu đô la mỗi năm do mất doanh thu xuất khẩu từ hải sản đánh bắt tự nhiên bao gồm cá ngừ, mực và bạch tuộc và 93 triệu USD mỗi năm do mất thu nhập từ xuất khẩu thủy sản nuôi vốn sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi lệnh cấm của châu Âu. Báo cáo cho thấy sản lượng hải sản đánh bắt tự nhiên của Việt Nam có thể giảm khoảng 30% trong vòng 2 đến 3 năm khi thẻ đỏ được áp dụng. Đây là hình ảnh ngư dân Việt Nam đang gỡ cá từ lưới ở bãi biển Phan Rí. Trong khoảng thời gian từ sau khi bị thẻ vàng vào giữa năm 2017 đến hết năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang châu Âu đã giảm 183 triệu đô la. Riêng hải sản giảm khoảng 43 triệu đô la và xuất khẩu tiếp tục giảm sâu hơn trong năm 2020 do tác động kép của thẻ vàng. Và đại dịch COVID-19 cũng làm cho điều này trở nên càng tồi tệ hơn. Kể từ năm 2019, châu Âu từ vị trí thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ tư sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Theo nhận định của các tổ chức Hiệp hội Nghề cá Việt Nam, nếu gỡ được thẻ vàng, ước tính Việt Nam sẽ thu về từ 1,2 đến 1,4 tỷ đô la xuất khẩu thủy sản sang châu Âu. Phần lớn là nhờ Hiệp định Thương mại giữa châu Âu và Việt Nam, viết tắt là EVFTA. Thủy sản hiện đang đóng góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm tới 4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước và tạo ra khoảng 4,7 triệu việc làm cho người dân Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam cũng đang kiệt sức và cạn tiền vì COVID-19. Giờ đây, trước đe dọa bị thẻ đỏ của châu Âu sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Và đại họa COVID này còn đáng sợ hơn và đang sầm sập kéo tới. Theo báo chí của Việt Nam, 8 tháng 9 đưa tin số lượng thống kê như sau.
gần 70% trong số 21.000 doanh nghiệp được khảo sát đã được đóng cửa, phần lớn là chuỗi cung ứng đứt gãy và không ít chỉ còn sống dưới một tháng. Số phải dừng kinh doanh do dịch tập trung phần lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Đây cũng là những địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước hiện nay và thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Ngoài ra, có hơn 21% doanh nghiệp buộc phải đóng cửa do không đáp ứng các yêu cầu phòng dịch. Điều này có phần làm tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất trong nước trầm trọng. Và nguy cơ thẻ vàng cũng đang treo lơ lửng trên đầu doanh nghiệp Việt Nam, làm cho tình trạng tồi tệ đi trông thấy. Đây là hình ảnh các lý do khiến tới 70% doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đóng cửa ngừng kinh doanh. Gần một nửa doanh nghiệp không ước tính được phải tạm đóng cửa trong thời gian bao lâu. Điều này cho thấy họ khá bị động, không thể tự tính được các kế hoạch sử dụng lao động, đặt nguyên liệu sản xuất vân vân. Số đóng cửa trong từ 1 đến 3 tháng là 28,5% và khoảng 2,5% cho biết phải đóng cửa đến nửa năm và còn lại là những doanh nghiệp sẽ phải ngủ đông từ 3 đến 6 tháng. Và trong số này không ít các doanh nghiệp của ngành thủy hải sản Việt Nam. Xét theo lĩnh vực, nhóm ngành thủy sản, dịch vụ và nông lâm nghiệp chiếm tỷ lệ giải thể cao nhất. Kế đến là công nghiệp, xây dựng. Số doanh nghiệp xây dựng phải tạm dừng kinh doanh là 76%, phản ánh tương đồng với kết quả khảo sát về tình hình việc làm, thu nhập thực hiện trước đó, khi tỷ lệ mất việc của nhóm ngành xây dựng cao nhất so với các khu vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Điều này dẫn đến rất nhiều người lao động Việt Nam đã phải thất nghiệp và mất nguồn thu. Dịch vụ là ngành có tỷ lệ lao động mất việc cao trên 50%, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi chỉ còn 4% duy trì hoạt động từ tháng 5 đến nay do dịch lan rộng, buộc nhiều địa phương giãn cách xã hội, các khách sạn, nhà hàng tiếp tục đóng băng. Điều này cũng dẫn tới tiêu thụ của ngành thủy hải sản trong nước cũng chậm đi rất nhiều. Nguyên nhân khiến doanh nghiệp phải đóng cửa tạm thời và đóng cửa nhiều nhất là đứt gãy chuỗi cung ứng trong nước. Do phong tỏa giãn cách tại nhiều tỉnh, thành phố, nhiều địa phương chỉ cho phép hàng thiết yếu được lưu thông. Các chốt chặn kiểm soát dịch dựng lên khắp nơi và các cung đường với điều kiện lái xe, hàng hóa được lưu thông khác nhau. Điều này gây cản trở rất lớn cho việc chế biến và nuôi trồng thủy hải sản. Và chính phủ chỉ đạo cũng cho phép hàng hóa được lưu thông bình thường, trừ hàng cấm, nhưng các địa phương vẫn mỗi nơi một quy định, gây khó khăn cho lưu thông hàng hóa và vận chuyển, vận tải hàng khắp nơi tại Việt Nam. Đây là hình ảnh cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép đi đường tại Hà Nội. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết, chỉ trong 40 ngày, Hà Nội đã có 4 lần thay đổi quy trình trung bình tuổi thọ của giấy không quá 10 ngày. Thông tin hàng hóa vì thế bị tắc nghẽn, khiến chi phí vận chuyển tăng vọt do thời gian lưu thông tăng gấp nhiều lần và doanh nghiệp phải mất thêm khoản tiền không nhỏ từ chi phí xét nghiệm cho các lái xe. Doanh nghiệp đang cạn tiền, dòng tiền được ví là máu của doanh nghiệp, nhưng kết quả khảo sát cho thấy phần lớn đang thiếu máu trầm trọng. 40% đơn vị tạm dừng kinh doanh vì COVID-19 cho hay chỉ đủ tiền duy trì hoạt động dưới một tháng. Tỷ lệ này cao gấp 2,5 lần so với doanh nghiệp đang cố duy trì hoạt động. Hộ kinh doanh là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Tới 45% cho biết có dòng tiền duy trì ở dưới một tháng. Tỷ lệ này ở các công ty cổ phần là 39,5%, doanh nghiệp nhà nước 30%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 23,5%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp phải đóng cửa dài hạn hơn một tháng mà không có hỗ trợ từ bên ngoài thì khả năng phải giải thể là rất cao. Doanh nghiệp còn đủ lực để có thể sống tồn tại từ 1 đến 3 tháng là khoảng 46%, nhưng tỷ lệ này giảm dần và khả năng họ phải giải thể nếu thời gian giãn cách tại các địa phương liên tục kéo dài. Tỷ lệ doanh nghiệp đang duy trì sản xuất có dòng tiền hoạt động hơn 6 tháng chỉ có 17%. Không có tiền buộc doanh nghiệp phải đi vay, mà phần lớn từ ngân hàng, dẫn đến các cách đánh đặng trả lãi vay, nợ gốc ngân hàng luôn ám ảnh các ông chủ. Đối với ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản thì đây là điều cũng rất khó khăn. Đây là hình ảnh test COVID trong doanh nghiệp ở Bình Dương. Ngoài ra, chi lương, tiền trả thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng, tiền bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, thanh toán tiền điện nước, v.v. cũng là những áp lực rất lớn đang đè nặng lên vai các doanh nghiệp tại Việt Nam. Khó khăn buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. Với 52% doanh nghiệp dừng hoạt động do dịch và chỉ có 31% doanh nghiệp đang duy trì sản xuất chọn cách này. Doanh nghiệp
cần chính sách lúc này như thế nào? Đây là điều mà các doanh nghiệp khắp nơi từ Bắc chí Nam đang đặt ra với nhà nước Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy với 62% chọn hỗ trợ vay lãi suất từ 1 đến 3% một năm để trả lương. Đây là chính sách quan trọng giúp doanh nghiệp bớt khó khăn. Dừng hoạt động, doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho người lao động để giữ chân họ, chờ cơ hội phục hồi. Nhu cầu tuyển lao động mới sau dịch rất lớn, nhất là với nhóm nhân sự quản lý, kỹ thuật cao. Bình quân doanh nghiệp duy trì 3 tại chỗ phải trả thêm khoảng 9,3 triệu đồng cho một tháng cho một nhân viên, tức là chi phí lao động tăng gấp đôi. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được 65% doanh nghiệp duy trì hoạt động và 60% phải tạm đóng vì Covid-19 đã lựa chọn điều này. Và khi chi phí tăng, đặc biệt là các chi phí lao động, vận chuyển hàng hóa hay chi phí bị phạt hợp đồng do không đảm bảo thời hạn giao hàng, nhiều doanh nghiệp có thể cũng không còn lợi nhuận. Giảm tiền điện, nước, nhiên liệu là chính sách hỗ trợ từ nhà nước được hơn 50% doanh nghiệp chọn. Khoảng 48% doanh nghiệp duy trì sản xuất và 46% đang tạm đóng cửa vì Covid-19, chọn giảm thuế giá trị gia tăng VAT là nhóm chính sách hỗ trợ cần thiết từ nhà nước với họ vào lúc này. Và trong số các doanh nghiệp này, rất nhiều doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản cũng đang gặp khó khăn. Bây giờ họ đối diện với thẻ đỏ nữa, thì quả thực đây là một nỗi kinh hoàng đối với họ khi kinh doanh tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 9 năm 2021 với bản tin đối diện nguy cơ bị châu Âu phạt thẻ đỏ, Thủ tướng Việt Nam gia hạn gỡ thẻ vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.